chở qua luôn đó. Kẹo gòn tối mua kẹo kéo luôn. Chợ đêm mà. Ô heo nướng à. Quá trời. Tôm chích đó, ăn kiểu Thái Lan á. Diễn, ngồi chơi đi, kêu bốn con ăn chơi cho vui rồi đi tiếp. Ok. Ờ, phá. Thấy ăn hào ở đây, hào tô má ơi, con tôm bự à. Rồi tôm bự dữ vậy trời. Mới tới đi vòng vào tầm tươi kìa. Con nó nhiêu con vậy? Ký, ký triệu tám. Con nó cỡ 2 ký, 3 ký không? Làm mấy món? Dạ, anh muốn làm ăn sống cũng được, xào nướng hết gì cũng muốn làm gì làm. Tại nguyên nhà hàng vậy đó. Dạ. Ăn lại sống lên trên này. Dạ. Ao ăn. Thấy tư là dưới tiền. Trời, mới có sao mấy người ta làm quá hả? Điểm sắm hết cả số mệnh. Nước miếng tới cây chè. Ô chè gì kìa. Ờ học gì lộn luôn. Ồ 1.8 ký thì con lấy chắc 2 triệu mấy. Ủa, cuốn. Thái vô ngồi đi, thái luôn. Thái đi chị, có bà ngồi nè chị ơi. Tôm. Ngồi chị ơi. Kìa, ba lùng quá thái mấy cái đồ này. Đây. Dạ, con thử này đi. Ờ, cho ai đi. Này khoai hả? Thử sao hả? Con bay được. Thấy phải ăn thấy ngon quá ha. Ờ khỏi đâu chấm cà chua được rồi. Có cà chua không chị? Ketchup hả? Còn
ra lên uống ít chục. Ra chuyện 50 khách kêu chuyện thuyền. Con cái gì hả? Con cái gì hả? Nhiêu vậy? Nhiêu một phần là 25.000 đấy chị ơi. Quay đây như nào được chưa? Ừ, ông này ông tự tin luôn, để mặt ông lên đồ ăn luôn. Cà chua. Ờ đấy lấy sốt cà chua. Không quay coi. Có mommy grandma coi. Mấy trăm kiểu live stream. Ờ cái này lắc nè. Mua thử cái này luôn đi. Cho nó lắc thích này. Xác sĩ lắc á. Lấy cái xác sĩ. Mấy ngàn ha. Bao nhiêu cũng được. Nó đập cái là ra đá rồi. Giống như mình bỏ túi đá, đông đá vậy thôi. Cũng dịch lộn. Ờ, kem. Như vậy? Như vậy? 20. Ờ, này xong rồi đó. Phá lấu kìa. Anh bán sao vậy? 25 hả? 55 lần hả? Tôi muốn ăn thử một chút rồi. 20 không? Làm phần 20 không? 20. Cô không muốn ăn đó. Cô không muốn ăn lo. Ờ, kêu tơ cho con tơ đi. Một phần. Một phần rồi đây là bữa nay. Tôi muốn ăn bóc miếng ăn. Thử. Một phần chứ. Muốn ngồi ăn cái này, em muốn bỏ vô. Ngồi đây ngồi ăn cái này đi. Ok, ngồi đi ha. Ăn sao hết. Mấy thằng đó quay hả? Ừ. Ăn câu thôi để dành bụng ăn mấy cái kia.
ngay. Con muốn. Gọi gì đó làm cho mày đừng nổi tiếng. Đừng nổi tiếng. Ờ, hấp dẫn này là trời ơi, xe cho vô giờ vậy. À, xe vô đây. Hai mươi con về trà chanh tươi. Mấy cái đồ chơi giờ đẹp quá. Đây, Google mua, mày mua nhiều quá mày ơi. Cái que của con Trâm giờ nói tiếng quá ta. Ờ, chứ, trên mạng ăn cái gì con Trâm ăn đó. YouTube. Thích miếng coi. Cái này tôi làm thuê sữa đá uống được kiểu này, bán kiểu này được. Oh my god, vô đây bán thốt cầu beo được ạ. Oh, sushi tươi luôn. Không biết đó. Oh, man.
bên nửa đường rồi đó. Wow, cái này tươi luôn kìa. Những gà chua sách Thái luôn. Nhiêu, cái này nguyên phần 35 hả? Cây không cây hả? Rồi cho một phần này đi. Mua gấp ăn chơi thử. Thôi khỏi đó, khỏi đó. Hả? Tắt không? Dạ. Miếng rồi. Rồi cho hai cây gấp rồi được. Lại này rồi. Rồi nặng vô lên mình cầm đồ cho. Cái đó hết cái. Mua giờ mua ủng hộ. Giờ chỉ có tôm nướng bảo mới ăn được. Gì bánh canh, ồ bánh canh lá. Để coi bánh canh mà lá là sao? Cái đó giống hamburger quá này. Ăn như này. Cái đó đâu có chấm. Sáu trứng luộc dạ, ăn đây nha. Ăn đây. Cái bạn ngồi kìa. Đó hả? Trời ơi. Thank you.
Mỹ vô khu này nhiều quá ta. Nãy giờ thấy toàn Đức, Mỹ không. Lấy nước gì hết trơn. Nước tăng nè. Hấp vô, hấp vô. Ăn cái này nó mới đỡ. Ăn cái này. It's good for you. It's a little duck. Little duck. Okay. Đi kem 3 triệu gái. Này nhiều. Anh đô. Rồi, cho gửi lại nha. Này nhiều biết không? Anh với bạn đi mua đi gái ơi. Ờ, có máy lắc luôn hả? Đi, đi, từ từ đi. Dạ, yeah, vô bàn ngồi luôn kìa, có cuốn, có cuốn. Mình thánh lá chiên. Ồ, hủ tiếu nuôi bánh cục chiên. Ồ. Hủ tiếu xào.
Nhiều cái hỏi như vậy hả? Cái nào vậy? Cái à chị? 25.000 cái. Lấy cái nào lấy đi. Cái này đẹp lắm. Nó tươi tươi một chút. Năm lăm có đó, ông nó không bán năm lăm. Bé xe chở người ra đi chị. Bánh ngọt kẹo chỉ ăn ở Đà Lạt rồi, ở Vũng Tàu. Ngon lắm, mười mấy ngày nè. Mẹ con lên sóng quá. Mẹ nó mày chụp cái này. Đó ai thích thích chứ. Mẹ chụp cái này có ánh sáng nè. Sáng chụp cho má à chăm. Đứng bên đây nè. Manchester lập rồi.
Ngày xưa tới là có hù nữa ta. Xưa sáng chân sao lúc này nó hủ ta. Wow, phở. Để thấm, thấm. Xăm ngọc linh kìa. À, đây đi coi đi, sẵn mua đi. Giờ coi mới biết, chứ đứng ngoài sao biết. Bán cốc xăm hả? Cứ vô là biết. À, chắc cái ông bán phở xăm Ngọc Linh đó. Giờ ông mở mặt tiền đó. Ờ, để vô quay coi luôn. Con lùng mướn đi thử coi đi. Hai cái phone anh giữ hả? Hai cái. Con lùng nó dám đi không? Show starting 4 minutes.